Chào anh em nhé, xin chào tất cả anh em đang hiện đang sống và làm việc tại Nhật Bản. Thì vừa rồi mình có làm visa thăm thân cho hai bạn, xin bảo lãnh một bạn là bảo lãnh mẹ và một bạn thì bảo lãnh là anh cả chị từ Việt Nam sang Nhật chơi. Thì một bạn thì là xin bảo lãnh mẹ thì là xin visa là 3 tháng thăm thân sang chăm cháu, và một bạn nữa thì đấy thì là bảo lãnh anh chị em thì là sang chơi có một tuần thôi. Thì thủ tục thì lúc đầu mình cũng nghĩ rất chi là khó khăn, nhiều tục rườm rà, nhưng mà sau khi mình làm thử rồi thì mình thấy nó cũng rất chi đơn giản. Thì hôm nay mình làm video, mình hướng dẫn mọi người cách làm thủ tục visa thăm thân. Thì mọi người hãy xem và nhìn xem những cái hồ sơ và những cái tờ cần thiết mình làm ở dưới. Tết đến và lòng bên nhà nhà cánh mây vàng cánh đầu hồng thắm tươi, chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con. Vâng, thì vừa đấy mình nói đấy, thì visa thăm thân thì thực ra ngày xưa ấy thì thủ tục làm rất chi lằng nhằng, nhưng bây giờ từ cái hồi mà nó có một số cải cách ấy, thì cái thủ tục visa thăm thân nó rất chi là dễ. Thì visa thăm thân thì thường là mình xin cho những ai và xin ở trong khoảng như nào, thì ở trong hồ sơ thì họ thường nói là ba đời trở lại, thì việc chứng minh quan hệ như là dùng hộ khẩu rồi thì các cái chứng minh mối quan hệ ấy, thì họ hàng các thứ thì các bạn có thể tra trong cái trang web của mình, trang toàn Japan này, thì mình có thể tóm tắt qua cái việc làm thủ tục visa thăm thân như này. Nhất là cái hộ chiếu các bạn làm bản gốc nhé, tất nhiên là bản gốc và cùng bản bản photocopy để mình ghi bản photocopy. Thứ hai là tờ khai xin visa. Đây tờ khai ấy thì mình để một cái bản hướng dẫn ở dưới rồi. Đấy, kèm theo ảnh 4x5, 4,5 x 3,5 nhá. Đấy. Thế cái thứ ba là tài liệu chứng minh mối quan hệ họ hàng với người với cái người mà mình muốn bảo lãnh ấy. Mình với cái người mà các bạn mà được bảo lãnh ấy, đấy, là người Nhật ấy. Tài liệu chứng minh năng lực chi phí trả chi phí cái chuyến đi. Nếu như mà cái người mà bảo lãnh các bạn ấy, người các bạn bảo lãnh ở Việt Nam ấy mà họ có thể tự trả chi phí, thì in cái chứng minh tài chính, là cái số dư tài khoản ngân hàng ở Việt Nam ấy. Hai, giấy xác nhận đặt chỗ máy bay. Cái này thì lúc khi nào mà các bạn có giấy, có giấy tư cách rồi thì bắt đầu mới đặt chỗ máy bay nhá. Thì cái này chỉ là dự định thôi, ghi vào trong giấy là dự định thôi chứ không cần phải có giấy kia nhá, chứ không nhiều khi mà chưa xong mà đặt vé bay trước là dở hơi nhá. Đấy. Phía bên Nhật Bản thì như nào? Các bạn lấy một, đây là một giấy lý do mời thì mình để sẵn ở dưới rồi, download và bản hướng dẫn rồi. Lịch trình thì có một bản bài trình thì bản gốc, các bạn nhìn theo mình làm xong các bạn cũng đánh như thế nhá. Đến Nhật thì đến sân bay xong ai thì đón, xong rồi đưa từ ở sân bay về đến đâu về nhà hay gì thì về khách sạn đấy, xong rồi ở đây bao nhiêu ngày, xong rồi có thủ tục mà sau ở đây bao nhiêu ngày thì đi đâu tí mình hướng dẫn sau. Cái giấy chứng nhận nộp thuế thì các bạn ra xin nhá. Thường là xin để nhận nộp thuế tầm khoảng từ 3 năm trở lại. Còn nếu mà bạn nào mới sang được 1 năm hay là mấy tháng thì cũng không có giấy. Không có giấy thuế thì các bạn xin cái giấy Hizokaze. Cái giấy chứng nhận thu nhập nữa là các bạn là Gensen Jose cũng được, dùng cái đấy được. Và cái hai là giấy số dư tài khoản, thứ 5 là số dư tài khoản Zandaka Sume và giấy Jimino. Đấy. Đây là toàn bộ những cái mà các bạn cần chuẩn bị. Thì mình có làm một trang web sẵn để cho mọi người, đây là trang web này, thì mọi người có thể vào đây, mọi người vào trực tiếp trang web của mình đây này. Đấy các bạn này, đấy, trong cái phần mục tìm việc này, mục blog visa và là visa thăm thân đấy. Cái chỗ phần mục visa thăm thân này đấy. Visa thăm thân mới nhất năm 2023 đấy, thì mọi người vào đây, mọi người ấn vào đây thì các bạn vào đây thì ở đây mình sẵn sẵn rồi. Visa thăm thân thì các bước như nào? Visa thăm thân 3 tháng hay 15 ngày? Hay visa thăm thân nhiều lần thì 1 năm, 3 năm, 3 năm, 5 năm đấy các bạn nhé. Thì ở trong đây thì mình cũng có ghi sẵn các cái
các loại visa, rồi thì các cái những cái trường hợp nào có thể được xin được được visa thăm thân. Đó, cho mình sẵn này, mẹ bố vợ rồi chồng chị gái anh trai em gái này, quan hệ huyết thống của ba đời đấy. Đó, rồi visa thăm thân có gồm những cái giấy tờ gì, đây bản download này mình để sẵn rồi. Đấy, các bạn vào đây các bạn download xong rồi các bạn tích vào đây. Đấy, tích vào đây thì nó sẽ ra một cái bản download các bạn về, thấy chưa? Đây là cái file mà các bạn cần download, cần 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 download về các bạn điền. Thì quay lại cái thì là đây mình có dẫn sẵn rồi này, mọi người nhìn nhìn theo đây là biết này, có tiếng Việt sẵn rồi nhé, có tiếng Việt sẵn rồi, các bạn cứ nhìn theo là biết được. Đó, nhìn theo các bạn biết được nhé. Đó, nên nó hơi mờ tí các bạn vẫn nhìn được đấy, rồi các thứ như các mặt bên là ghi thế nào các bạn cứ theo đấy mà làm. Thế cái hai là cái các cái giấy tài liệu chứng minh mối quan hệ này, các bạn gồm có giấy khai sinh hoặc là kết hôn sô mê, đối với giấy khai sinh thì đối với bố mẹ hoặc anh chị em thì các bạn cần phải in giấy khai sinh ra. Nếu mà có một vợ hoặc chồng hoặc là gì đấy thì các bạn giấy kết hôn hoặc hộ khẩu cũng được, hộ khẩu của người đấy. Đấy. Cái hai là chứng minh được chi phí trả chuyến đi thì các bạn cứ in cái số dư tài khoản ngân hàng ấy, ở Việt Nam mình cũng sử cái chứng minh số dư tài khoản ngân hàng ấy. Đấy, chứng minh thu nhập do con nhà nước cấp thì chứng minh nhập gồm có lô dây KG rồi thì đây ở Việt Nam ấy, thì đây họ đều ở Nhật nhé, bây giờ mình ghi chỗ này là hơi nhầm. Đấy, thì các bạn cái hai là cái e này là tờ xác nhận chỗ máy bay này. Cái này khi nào bạn có rồi thì các bạn có giấy phép lưu trú rồi các bạn mới làm nhé. Thì ở trong đây mình có làm sẵn hết các thứ rồi, các bạn download về rồi giấy mời một ngân sách, đây này cái giấy lịch trình cái thứ rồi. Mình ghi sẵn này. Ở dưới thì mình có ghi các cái lệ phí mình làm một tục thì hết bao tiền, thì visa thăm thân một lần thì là 640 yên, thế nhiều lần thì là 1.280.000 nghìn, đây là Việt Nam, giá Việt Nam nhé. Thì các bạn xem tham khảo rồi cách lập hồ sơ ở đâu thì mọi người có thể tham khảo ở đây. Đấy, đấy mọi người có thể xem tham khảo nhé. Đấy, xem tham khảo giờ giấc rồi thì số điện thoại, rồi sau mình chia sẻ một số kinh nghiệm của mình ở đây nhé, thì mọi người đọc của mọi người làm sao có thấy hợp lý đối với mình thì mọi người làm nhé. Cái toàn bộ đây là toàn bộ video mình hướng dẫn mọi người cách mà làm visa thăm thân. Đấy. Thì chúc mọi người thành công nhé, chúc mọi người đón được người thân hoặc ông bà bố mẹ sang chăm cháu hoặc là sang chơi sang Nhật chơi. Thì mọi người hãy thấy hay thì cho mình xin một like và xin một đăng ký của mình nhé.